Vừa quá. Đội nó đâu? Đội nó đâu? Vậy để taxi hả? Đâu? Đâu rồi? Mưa quá ướt điện thoại. Gì ăn kẻ hả? Không phải uống gì hẻ, uống mình ta mặc khổ. Qua ăn bánh căn. Chứ không đi ăn bánh cuốn lòng gà. Hết rồi, hôm nay hết sớm. Hồi 8 giờ hết. Tới chưa? Vậy sao tao đi kiếm được? Đúng rồi, tao mới gây nước cho luôn. Còn là không biết gây nước luôn. Tìm gái rượu ôi bánh thọ. Hello, hello. Giống bên đây nè. Bữa nay à, mưa muốn chết luôn. Gì đâu vậy? Hả? Cái mày nó lại. Có con. Nó ở đây mà. Hả? Nó ở đây mà. Nó ở đây ăn nha. Nó lại đây. Nó surprise cho YouTube. Trời ơi. Cho ông xíu ghế cho ba ngồi. Hả? Mẹ còn đòi ăn không? Mẹ cảm ơn nè. Cảm ơn con nhiều. Kiểu như nhà có hàng. Lỡ giờ mưa rồi ăn luôn đi. Bữa đòn mình đi đông buổi trời. Con ngồi đây. Tao ngồi kế ghế rượu tao. Dung đi bỏ cậu ha. Mẹ mày nói vậy chứ đời nào mẹ mày đi. Lát đi taxi về hả? Trời mưa á, ra chợ đâu có quay phim được gì đâu. Đây đây là bánh căn nha, bánh căn nha các bạn. Còn đây là mắm thu của xí mẹ. Xí mẹ này đặc biệt ở Đà Lạt mới có nha. Rồi đặc sản Phan Thiết hả? À cái này đặc sản Phan Thiết nhưng mà mình đang ăn là ở Đà Lạt. Ở đường gì? Biết hỏi thôi. Ở đây đường gì nữa? Dạ, đường đây là đường Tân Bạch Thổ, bánh căn đặc sản Phan Thiết nhưng mà đang ngồi ở Đà Lạt nè. Thôi đừng quen lại nha, phải quen ăn luôn mới được. Ăn đi nhỏ đó, ngon không? Quá ngon. Ăn đi Dung, đẹp chị đó. Dĩa này hay người ăn hả? Người ăn mấy cái? Ba cái hồi đấy á. Nhiều? Rẻ. Thử nha các bạn. Cái này bột với hột gà.
không? Nó giống như bánh phở vậy mà không phải. Trời mưa quá trời luôn, tới rồi kẹt đó. Thôi anh chơi. Trốn chụp là một chụp hình xong, cái mưa cái chạy vô trốn, cái hâm mưa chạy. Mưa cái nó còn mưa, cái nó còn tao đi dầm mưa xuống luôn vô. Nó mưa bộ á. Tao về đâu? Hả? Tao về đâu? Chọ nhậu chọ. Đó, tao không nhậu. Mưa quá nhậu gì. Hả? Cần hơi ôm mình cũng cần uống hai bình. Tao ở xa lắm. Nếu quần áo nồi cơm biển rồi bỏ vô đây quần áo hay cái này là kinh rồi đó có nghĩa là bây giờ bị này là 36 lít này là 22 lít có hai người đi là đem đồ hơn một phần rưỡi đủ.
Nó đây nè, chụp hình nè. Nhà thờ này kiếm nhà thờ gì á? Roman đi. Nhà thờ Roman. Nè, tham quan nhà thờ Roman nha các bạn. Này là cũng nổi tiếng các bạn ơi, thành phố Đà Lạt. Này là nằm trên ngọn đồi nhỏ nha các bạn, nhìn xuống đồi thông. Đây là thành phố Đà Lạt, thành phố sương mù. Đi hai ngày nay là không có nắng các bạn.
em vàng của em về chị gửi em.